san bái ủ Ngày 352 Thế nào? Em nói không có sai chứ? Giờ mấy ảnh? mấy xô bà bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. đi về phía trước đại khái khoảng 200 mét Hoàng Chiến giấu ta Chất liệu vải sờ lên. Miền lẻo mua chỉ lái. Dân mẹ đến tự chọn. Tài tha lái dự trí chuyển. Chất liệu vải rất mềm mại. Mian liao Chuyên tâm chọn, chú tâm chọn. Trang xin theo. Trang xin theo. Hai triệu nguyên văn là hai trăm vạn. Ở bài hoàn. Lãng bài vạn Tổng công ty phái đến, tổng công ty cử đến. Dùng công sư phải lái. xiên thì dây nướng. Khảo giáng rầu trọn. Không gấp, không vội. bù trí. Ngồi một lát. Rồi ý khuẩn. Nhà đối diện kia. Tới miền nảy cha bốn mươi hai nghìn đồng. Sử hòa lẻng chiên tuẩn. Năm trăm linh hai nghìn. Ủ sứ hòa lẻng chiên. Lần sau lại đến. Chà sứ giải lái.